Hello, xin chào mọi người yêu quý thân thương của mình. Hôm nay mình cái dịp Covid quá trời luôn mọi người, và mình không có video. Chỉ thị 16 của chính phủ là chấp hành cái quy định của nhà nước ban ra, thì mình ở nhà, mình không có đi cái đường mọi người. Hy vọng là mọi người, tất cả mọi người dân có ý thức chống y như mình nha, để hạn chế cái bệnh dịch nó lan rộng, rồi cho nó bệnh dịch nó mau hết. Mỗi người dân để cùng nhau làm kinh tế tiếp tục. Hôm nay mình không ra đường được, mình ở tại nhà, mình làm một cái clip khoảng mười mấy phút thôi để mình cho vợ mình. Hiện giờ vợ mình đã đang đi chợ mọi người, đang đi chợ. Mình đi chợ khoảng 10 phút rồi. Mình nhà mình dựng cảnh lên để mình cho nó, và mình sẽ tạo một cái bất ngờ cho mọi người, làm tạo cái bất ngờ cho vợ mình về thử là nó có cái hành động như thế nào, của nó quýnh lên hay là nó la làng hay là nó như thế nào. Mình giả bộ mình xỉu đó mọi người, mình giả bộ mình xỉu xong rồi mình nằm chà bái ở đây nè, thử là vợ mình nó có hành động như thế nào nha. Bắt đầu tiếp tục mình làm nha. Giờ mình nó đi chợ, nó mua tất cả đồ dùng thiết yếu cho gia đình nha mọi người. Đang đi mua là thịt cá, rau củ, rồi thuốc men như thuốc nhức đầu hoặc là thuốc tiêu, để mình cần thiết thì mình có thức ăn mình ăn, rồi như bệnh hoạn có thuốc uống. Rồi bây giờ mình sẽ dựng cảnh mình trông cho mình nha. Trước khi mình xẻo mình phải đóng cho nó ok luôn mới được. Lát nữa ha, ví dụ mình ấy mình xẻo cái mình bỏ một cặp ở tô. Cắm tô mình đặt cái tô, mà cái tô đây là phải cái tô ấy nha, cái tô mà nó bể nha mọi người. Mình tận dụng tiết kiệm nha, chứ không phải lấy cái tô mới mình đặt nha. Lấy cái tô mình đặt tại cho đây, giống như mình dắt tình té rồi mình gớt cái tô bể luôn vậy đó. Rồi sau đó cái mình lấy nước mình chế vô, mình chế ngay cái quần mình lại giả loại là té đáy. Rồi ok, bắt đầu mình đi lấy dụng cụ nha. Đây là cái tô nứt nha mọi người, cái tô nứt bỏ nha, nè nứt một lần nè, bỏ nè. Đó, đây mình bỏ, mình gấp miếng cá vô đây nè, có miếng cá kho vô đây rồi, còn cái mình bỏ mình cầm cái tô mình ăn cơm, giả bộ mình cầm cái tô mình ăn cơm đó. Rồi mình tới đây cái mình xỉu, rồi cái bể cái tô. Bây giờ mình đập cái tô nha, tô nứt nha, mình đập cái tô. Đó, tô đi dặm bể nè. Rồi mình đặt cái tô xong rồi, bắt đầu lấy nước mình chế vô rồi nha. Ok, mình lấy nước nè, mình lấy nước mình chế vô quần nha mọi người, chế là bộ xỉu tá đáy luôn. Đây rồi, bắt đầu nó đợi bả về cái mình xỉu rồi. Ok, rồi cái động tác thứ hai là mình bỏ mình té, phải không? Mình dắt mình té mình xỉu đi, rồi mình chụp cái ghế nè, mình kéo cái ghế nè, ngã cho cái ghế nè ngã xuống gì đó, nó cho cái ghế ngã xuống gì. Rồi mình lát nữa mình nằm mà dắt ngang đây, mình dắt ngang đây đó, mình xỉu, mình làm gì mình xỉu đó, dắt mình nó ra làm. Rồi ok, mình sẽ làm gì, mình sẽ đợi cái động tác mình nằm xuống nữa, đợi nó vô tới nhà mình nằm xuống vậy là ok nha. Rồi. Một chút nữa mình nghe vợ mình về tới nha mọi người. Cái mình lấy cái miếng vải đó nè, mình chùm cái camera lại. Chùm cái camera lại đừng cho vợ nó thấy là nó biết liền. À, quan trọng là mình chùm lại, mình đóng sao cho nó thật nha. Mình chùm cái camera lại là không cho vợ mình biết luôn. Rồi mình té, mình ra cái mình chế nước. Về tới nha mọi người. Bây giờ tới không rồi, bây giờ mình té mình chuyển ra. Gì
xỉu không té đấy, chết luôn nè, chết luôn mày. Kia này. Chưa. Này. Làm gì nhiều vậy? Này. Đang ngủ ngoài cửa gì vậy? Cha. Cha cứu không? Cha cứu không? Xin đi, xin đi. Lấy thổi đây, lấy thổi. Không, lấy thổi. Này. Thổi mẹ kìa. Nè. Kia này. Kia này. Tỉnh này anh ơi, anh đừng làm em sợ hết ơi. Tỉnh chưa? Nhìn vậy. Ê. Đây.
Qua đã. Mình coi có thành công không các bạn? Mình coi mà chán. Các bạn, cái nhập gia đó các bạn. Hết hồn, hết vía. Mấy bài các bạn nha. Clip như vậy nha, clip nó thành công các bạn. Bỏ tài luôn. Bỏ tài này.